Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình hai lô đất giá rẻ nằm trên mặt tiền con đường nhựa Bầu Sen, rất là phù hợp để quý anh chị mua xây kho, nhà xưởng cũng như là đầu tư sinh lời hoặc là làm mặt bằng kinh doanh buôn bán quý anh chị nhé. Đây chính là con đường nhựa Bầu Sen rộng 10m, con đường kết nối thông hai đầu giữa tỉnh lộ DT823 thông sang tỉnh lộ DT825. Và vị trí bất động sản thứ nhất đó là từ căn nhà mình đo sang 27m và dài sâu xuống phía sau là 42m. Một lô đất vuông vức, thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Lô này có giá là 12,8 tỷ Việt Nam đồng, giá bao thuế phí công chứng sang tên. Và lô này có hướng Tây quý anh chị nhé. Nằm ngay mặt tiền đường nhựa Bầu Sen rộng 10m, đường chạy thông, dân cư đông đúc. Và trên con đường này thì cũng đã có điện 3 pha, cho nên với cái diện tích ngang 27, dài 42 vuông vức này rất là phù hợp để quý anh chị có thể là xây kho, nhà xưởng, xây phòng trọ cho thuê cũng như là chúng ta mua để dành, mua để đầu tư sinh lời ngay tại mặt tiền đường nhựa quý anh chị nhé. Tọa lạc tại ấp Bầu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, một lô đất cực kỳ là vuông vức, ngang 27 và dài là 42, giá là 12 tỷ 800 triệu Việt Nam đồng, giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Pháp lý minh bạch rõ ràng, lô này có hướng Tây. Và tiếp tục Biển Xanh xin được chia sẻ một sản phẩm thứ hai, đó là một lô hướng Đông. Lô hướng Đông thì có giá rẻ hơn, chỉ có 4 tỷ 470 triệu thôi, bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Lô hướng Đông này thì nó là một lô góc hai mặt tiền đường. Với mặt tiền đường phía trước là đường nhựa Bầu Sen rộng 10m và mặt tiền đường đá xanh bên hông rộng 4m quý anh chị nhé. Lô hướng Đông này thì có diện tích là ngang 10 và dài là 43, tổng diện tích trên sổ là 417m2. Lô này đã được san lấp cao ráo, trên đất thì có một căn nhà cấp 4 tặng luôn cho khách mua. Ngang 10 dài 43, giá là 4 tỷ 470 triệu Việt Nam đồng, thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Cũng tọa lạc tại ấp Bầu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giá chỉ có 4 tỷ 470 triệu mà thôi. Quý anh chị và các bạn thấy vị trí của lô này phù hợp nhu cầu tài chính của mình đang tìm kiếm thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình để sở hữu nhé. Lô này là một lô góc hai mặt tiền đường, mặt tiền đường phía trước là đường nhựa và mặt tiền đường bên hông là đường đá xanh rộng 4m, đất gò cao ráo đã san lấp cao hơn mặt đường. Lô này quý anh chị mua không phải tốn tiền san lấp khi mà xây dựng nữa, và ở đây chúng ta xây dựng là xây tự do quý anh chị nhé. Vị trí hai bất động sản ngày hôm nay thì nó nằm ngay bên cạnh cách ngã tư Bầu Sen chỉ 100m và cách trung tâm hành chính công của huyện Đức Hòa là 1,3 km quý anh chị nhé. Đường thông, lưu thông dễ dàng. Và từ đây chúng ta chạy về tới trung tâm quận nhất, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là khoảng 39 km. Di chuyển rất là dễ dàng, đa phần là đường nhựa quý anh chị. Và thời điểm này là một thời điểm vàng để quý anh chị mình đi săn lùng và tìm mua những vị trí bất động sản đẹp giá hời để mình có thể là đầu tư sinh lời. Và khi mà cái thị trường nó sôi động trở lại vào dịp cuối năm cũng như là đầu năm 2023 thì chúng ta sẽ ra hàng. Còn cái thời điểm này là thời điểm giữa năm, bao giờ nó cũng trầm lắng hơn, nhưng đây chính là thời điểm vàng để chúng ta đi tìm và mua được những vị trí bất động sản giá rẻ, giá hời hơn thị trường quý anh chị nhé, cũng như là tìm được những vị trí đẹp. Và với cái vị trí ngày hôm nay ngang 10 dài 43 tổng 417m2, thổ cư, sổ hồng riêng, nó dài xuống tận phía dưới này quý anh chị nhé. Xung quanh dân cư ở rất là đông đúc và kín mít hết rồi. Và cái lô này chúng ta có thể là xây những cái căn kiosk quay ra mặt tiền đường đá xanh này và hai căn quay ra mặt tiền đường nhựa để chúng ta cho thuê thì rất là tiện lợi. Còn không thì mình có thể xây nhà vườn cũng như là kho, nhà xưởng
Bởi vì trên mặt tiền bấu xe này thì cũng có sẵn điện 3 pha cho chúng ta rồi, cho nên là khá là phù hợp. Hai sản phẩm ngày hôm nay quý anh chị nào quan tâm một trong hai sản phẩm thì hãy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Lợi nhuận của quý anh chị là hạnh phúc của tôi quý anh chị nhé. Kính chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.